Hello, xin chào anh chị và các bạn. Thì video lần này mình sẽ giới thiệu anh chị và các bạn một con máy ship buôn lông đến từ thương hiệu Shinano Nhật Bản với mã sản phẩm SI1550SR ha các bạn ha. Và sử dụng đầu 3/4. Thì đầu tiên đi kèm với máy thì hãng cho chúng ta catalog chứng nhận sử dụng cái bảo hành đầy đủ các bạn ha. Đây, mã sản phẩm và chi tiết những phụ tùng để thay thế luôn. Và catalog giới thiệu tất cả sản phẩm nhiều hơi của Shinano ha. Đó, dòng Shinano thì như các bạn đã biết thì rất là xịn và chất lượng. Chế độ bảo hành lên tới 12 tháng và đây thì vòng hộp của con máy đây ha các bạn ha. Mình có bỏ máy ra bên ngoài và để cho các bạn thuận tiện xem, không mất thời gian các bạn khi xem video nhiều hơn các bạn ha. Rồi tiếp tục con máy thì thân thì được làm bằng hợp kim nhôm nguyên khối, được đúc rất là chắc chắn các bạn ha. Vỏ thì được ốp thêm một cái lớp cao su để chúng ta chống va đập nè, rồi cầm nắm không bị sợ chân nhược tay khi sử dụng này, những cái bộ tay thì giờ đầu nhớt này các bạn ha. Đó, rất là tối ưu hóa và đầu cũng là đầu nhôm các bạn, chịu lực rất là tốt và cái tốc độ nguyên sáng của nó lên tới 1650 luôn các bạn ha. Các bộ phân tải tới 6.000 lần vòng. Rồi sử dụng đầu hơi, sử dụng hơi đây, đây này đầu gắn hơi vào ha. Rồi bên phía sau thì có phần điều chỉnh đó, trái phải ha. Đó, đẩy ra trái phải điều chỉnh tốc độ, 4 tốc độ đó, rất là dễ dàng sử dụng ha các bạn ha. Phần vỏ màu thì thiết kế rất là đẹp đó, rất là bắt mắt, vỏ đen đặc trưng của Shinano. Chế độ bảo hành đến 12 tháng, logo thì in nhập nổi rất là đẹp. Bên trên thì có tem cảnh báo, tem chống hàng giả luôn nha các bạn ha. Đó, con máy rất là đẹp. Thì rất là ưa chuộng trên thị trường nha các bạn. Đó, giá thành thì khá là hợp lý và chất lượng thì nó rất là tuyệt đối rồi. Con này dòng này mà nó không chất lượng thì không dòng nào chất lượng hơn nha các bạn ha. Dòng Shinano. Đó, rất là đẹp. Rồi thì công tắc thì công tắc bóp ha, công tắc nhựa, công tắc bóp đó, rất là nhạy luôn. Rồi rất là nhẹ, con này thì cũng ba cái máy thôi các bạn ha, ba cái máy thôi. Rồi thì mình cũng vừa review sơ cho các bạn con máy mà Shikulo thì dùng đầu 3/4 của hãng Shinano với mã sản phẩm là SI1550SR. Nếu các bạn có thắc mắc thì muốn tư vấn về cái dòng sản phẩm này video mình hay, hãy để lại một like, một subscribe để có động lực review những sản phẩm chính hãng khác. Cảm ơn các bạn đã theo dõi video.